Mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối ngày hôm nay là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại Bắc Bộ. Và ngày hôm nay 21 tháng 2, nhiệt độ toàn miền Bắc vẫn chìm trong rét hại và nhiều đỉnh núi cao vẫn dưới 0 độ C, băng giá bao phủ dày hơn so với ngày hôm qua. Sáng 21 tháng 2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét hại. Vào lúc 6 giờ sáng nay, các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đều dưới 10 độ C. Các huyện vùng núi cao như Mẫu Sơn, Lạng Sơn là âm 0,8 độ C. Sapa, Lào Cai 2 độ C, Pha Đin, Điện Biên là 2,2 độ C, Tam Đảo, Vĩnh Phúc là 2 độ C. Tại các đỉnh núi phía Bắc Cao Bằng, Lào Thần, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Oki Hồ, Lai Châu, băng giá vẫn bao phủ khu vực đỉnh núi trong sáng nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay miền Bắc đã giảm mưa, một số nơi có thể hứng nắng. Tuy nhiên không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên nền nhiệt duy trì thấp. Còn các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sáng nay cũng nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, phổ biến từ 8 đến 14 độ, thấp nhất là vùng núi Quỳ Hợp, Nghệ An 7 độ. 7 trạm quan trắc của Thanh Hóa là quanh ngưỡng 8 độ.